Minasan konnichiwa, lại là mình đây. Thì hôm nay cùng mình nhớ lại về món cơm cháy chả bông cả nhà nhé. Cơm cháy chả bông được nhớ tới như đặc sản của người dân Nam Bộ, nhưng ít ai biết rằng ngày xưa cơm cháy là một món ăn không hề có chủ ý, mà đó chính là hậu quả của việc đun lửa quá lâu khiến phần cơm bên dưới bị xém cháy nên gọi vui là cơm cháy. Sự vô tình này lại bất ngờ mang đến một nét ẩm thực dân dã vô cùng đặc biệt. Ngày nay, cơm cháy là thức quà vừa ngon vừa bổ dưỡng cho tất cả mọi người, từ người già đến người trẻ đều mê món ăn này. Phần cơm cháy thì giòn, ăn cùng với chả bông, ngọt ngọt thơm thơm thì rất là tuyệt vời. Bông ngày nào vô cùng bình dị thì hôm nay được biến tấu để trở nên đẹp mắt hơn, ngon hơn. Đã bao lâu rồi bạn chưa thử lại món cơm cháy chả bông? Nếu chưa thì hãy đặt ngay cho mình một phần đi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình. Hẹn gặp lại các video kế tiếp. Minasan arigatou gozaimasu.